mến, chào các bạn. Cô Ngọc Anh rất vui khi được mang đến cho các bạn bài học tiếp theo trong khóa học tốt ngữ văn 9. Bài học ngày hôm nay có tên là các phương châm hội thoại. Bài học này sẽ mang đến cho các bạn một số kiến thức vừa mới lạ, vừa quen thuộc. Có thể là các bạn nghe thuật ngữ các phương châm hội thoại thì sẽ nghĩ là đây là một vấn đề gì đó rất là khoa học, rất là xa xôi. Hoặc thậm chí là có những bạn lại chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ là các phương châm hội thoại. Tuy nhiên, các bạn chú ý này, nghe đến từ hội thoại, chúng ta đã có thể có những hình dung về việc là chúng ta sử dụng ngôn ngữ để có thể trò chuyện, để nói với nhau những câu chuyện. Vậy thì liệu rằng trong cuộc sống của chúng ta thì những cái cuộc trò chuyện ấy liệu đã luôn được hợp lý, luôn luôn vui vẻ và tạo được sự hài lòng từ phía người đối diện hay chưa? Thế thì bài học hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những cái phương châm về hội thoại để các bạn có thể nhận ra rằng trong quá trình hội thoại của mình, trong quá trình nói chuyện của mình thì mình đang gặp phải những vấn đề gì. Và chúng ta có thể áp dụng những kiến thức từ bài học này để làm cho câu chuyện của chúng ta trở nên lịch sự hơn, vui vẻ hơn và có thể tạo được ấn tượng từ phía người đối diện hơn. Trước khi học những nội dung cụ thể trong bài các phương châm hội thoại của ngày hôm nay thì cô sẽ mang đến cho các bạn một câu hỏi. Các bạn lưu ý nhé, câu hỏi này thì cô sẽ không yêu cầu các bạn phải trả lời ngay mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung cụ thể của bài và sau khi học hết tất cả 5 phương châm hội thoại thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này ở phía cuối bài nhé. Câu hỏi mà cô muốn đưa ra cho các bạn đó là có một câu tục ngữ mà đã rất quen thuộc với chúng ta, đó là câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vậy thì sẽ có hai câu hỏi nhỏ trong phần này để các bạn cùng suy nghĩ và đến cuối bài chúng ta sẽ cùng trả lời với nhau nhé. Câu đầu tiên sẽ là câu tục ngữ đang khuyên chúng ta điều gì? Và câu thứ hai sẽ là nội dung của câu tục ngữ này đã có sự liên quan đến phương châm hội thoại nào mà chúng ta đang học trong bài? Cô xin nhắc lại câu hỏi nhé, đó là từ cái nội dung của câu tục ngữ lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì các bạn sẽ trả lời các câu hỏi nhỏ ở phía bên dưới nhé. Lưu ý là các bạn có thể lấy giấy bút để ghi lại câu hỏi này và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung của bài học nhé. Nội dung đầu tiên mà cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu trong bài các phương châm hội thoại của ngày hôm nay đó chính là phương châm về lượng. Ở trong sách giáo khoa thì đã đưa đến cho các bạn hai ví dụ để có thể tìm hiểu được rõ ràng cụ thể về đặc điểm của phương châm về lượng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các ví dụ này để có thể đưa ra những cái nội dung quan trọng nhất cho phần phương châm về lượng này nhé. Đầu tiên này, ví dụ 1 ở trong sách giáo khoa trang 8, các bạn chú ý. Bạn An đang đưa ra câu hỏi với bạn Ba đó là An nói, cậu có biết bơi không? Và Ba trả lời là biết chứ, thậm chí còn bơi giỏi nữa. Trong phần tiếp theo này, bạn An đưa ra câu hỏi đó là cậu học bơi ở đâu vậy? Và bạn Ba trả lời, dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn đâu. Các bạn chú ý, ở trong phần ví dụ này thì câu hỏi của bạn An đang muốn đưa ra cái thông tin, tìm hiểu thông tin là học bơi ở đâu. Vậy thì cái câu trả lời mà bạn An mong muốn có thể là học bơi ở một hồ bơi này, ở một cung văn hóa nào đó, hoặc là một nơi dạy bơi nào đó chẳng hạn. Vậy thì các bạn hãy chú ý và trả lời câu hỏi xem là việc bạn Ba trả lời là dĩ nhiên là bơi ở dưới nước thì liệu có đang trả lời được đúng cái điều mà bạn An mong muốn hay không? Chúng ta cùng chú ý nhé. Học bơi, bản thân từ bơi đã mang cái nội dung là một hoạt động giúp cơ thể của chúng ta có thể thở này, có thể hoạt động này, có thể vận động và có thể nổi được trên mặt nước rồi. Vậy thì chắc chắn là cái hoạt động bơi đấy nó phải ở dưới nước rồi đúng không? Vậy thì cái câu trả lời của bạn Ba dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu? Câu trả lời này chưa đưa ra cho bạn An được một cái câu trả lời mang đầy đủ nội dung mà bạn An mong muốn, đúng không nhỉ? Khi mà đưa ra một cái câu trả lời mang những cái nội dung mà là lẽ dĩ nhiên xảy ra như vậy rồi thì chắc chắn là bạn An sẽ không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy câu hỏi của mình được đáp ứng đầy đủ nội dung, đúng không nhỉ? Vậy thì nhá, câu hỏi tiếp theo ở trong sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta là từ đó thì có thể rút ra được bài học gì trong khi giao tiếp? Bài học ở đây mà các bạn có thể nhận ra là gì? Nếu như trong cuộc hội thoại thì chúng ta cần chú ý là câu hỏi của người hỏi đưa ra và yêu cầu chúng ta đáp ứng những nội dung gì thì chúng ta nên chú ý trả lời đầy đủ những nội dung mà họ mong muốn. Có nghĩa là không trả lời thiếu, hãy trả lời đủ nội dung mà người hỏi mong muốn. Vậy thì sau khi phân tích ví dụ đầu tiên ở trong sách giáo khoa chúng ta có thể đưa ra một kết luận như sau. Như vậy là khi giao tiếp thì chúng ta cần phải chú ý đến lời nói. Nếu như thiếu nội dung thì sẽ không đảm bảo được yêu cầu của cuộc giao tiếp.
Cô nhắc lại với các bạn nhé, đó là như vậy khi giao tiếp thì chúng ta cần chú ý đến lời nói. Nếu như lời nói đó thiếu nội dung, không đảm bảo được nội dung mà câu hỏi và cuộc giao tiếp đó yêu cầu, thì cái lời nói đó sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn của cuộc giao tiếp. Được chưa nhỉ? Cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phân tích ví dụ 2 ở trong sách giáo khoa trang 9 nhé. Ở ví dụ 2 này thì đã đưa ra cho chúng ta một cái câu chuyện khá là thân thuộc mà chúng ta đã được học ở trong chương trình lớp 6 rồi. Đó là câu chuyện lợn cười áo mới. Và ở đây chúng ta cần chú ý đến việc là cả hai anh này thì đều có tính khoe của. Và chúng ta cùng đọc ngữ liệu và tìm hiểu xem là cái lời nói của hai anh chàng này thì có điều gì gây cười đối với chúng ta nhé. Đầu tiên này, tình huống được đặt ra trong câu chuyện lợn cười áo mới đó là có một anh một hôm có một chiếc áo mới và đứng ra ở cửa hóng mãi mà không có ai đi qua để khen chiếc áo mới của anh ta cả. Và đứng từ sáng đến chiều thì có một anh chạy đến tất tưởi và tính cũng hay khoe, hỏi to rằng: "Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?" Anh kia giống như là bắt được vàng vậy, đó là đứng cả ngày rồi mà không có ai hỏi đến chiếc áo mới của mình. Tự nhiên bây giờ có người đến hỏi thì anh ta sẽ có ngay một câu trả lời để có thể khoe chiếc áo của mình ra. Đó là: "Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này, tôi chẳng thấy có con lợn nào chạy qua đây cả." Vậy thì các bạn thấy là thông tin mà hai anh chàng này đưa đến cho nhau liệu có đang bị thừa hoặc là bị thiếu gì đó không? Chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Ở đây này, câu hỏi của anh có con lợn, có lẽ là chúng ta chỉ nên đưa ra câu hỏi một cách ngắn gọn là: "Bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không?" Đối tượng mà anh này muốn nói đến là anh ta đang muốn tìm con lợn, đúng không nhỉ? Vậy thì anh ta sẽ không nên lồng từ cưới vào đây để làm gì cả. Đây sẽ là một câu hỏi mang thông tin thừa. Tiếp theo này, anh có chiếc áo mới thì muốn khoe là mình có chiếc áo mới, nên là đã trả lời cho anh có con lợn cưới là: "Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này." Lẽ ra thì anh ta chỉ nên trả lời là: "Tôi không hề thấy con lợn nào chạy qua đây cả." Tuy nhiên là với mục đích là muốn khoe chiếc áo của mình thì anh ta lại lồng thêm một thông tin, đó là: "Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này." Vậy thì chúng ta có thể thấy được là câu trả lời của cả hai anh này thì đang mang những thông tin thừa, không liên quan và không phù hợp với cuộc giao tiếp, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể đưa ra một kết luận nữa trong phần phương châm về lượng này, đó là khi giao tiếp thì chúng ta cần nói có nội dung, và nội dung của lời nói đó thì phải đúng như yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thừa cũng không thiếu. Ví dụ như là cuộc trò chuyện của bạn An và bạn Ba thì đang bị thiếu thông tin, còn cuộc trò chuyện của anh có con lợn cưới và anh có chiếc áo mới thì lại đang bị thừa thông tin. Nên là các bạn chú ý nhé, cô sẽ nhắc lại kết luận cho phần này, đó là khi giao tiếp các bạn cần nói cho nội dung của lời nói phải đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thừa và không thiếu. Nếu như lời nói của các bạn không thừa, không thiếu, nói đúng vào nội dung của cuộc giao tiếp, có nghĩa là các bạn đang không bị vi phạm phương châm về lượng. Phương châm hội thoại tiếp theo mà cô muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là phương châm về chất. Sau khi mà chúng ta có được những kết luận về lượng thông tin mà các bạn đưa ra trong cuộc hội thoại của mình, đó là đầy đủ những thông tin mà cuộc giao tiếp yêu cầu, không thừa, không thiếu, thì chúng ta sẽ cùng xem xét xem là những thông tin mà chúng ta đưa ra với người cùng giao tiếp với mình thì sẽ yêu cầu phải có chất lượng như thế nào. Được chưa nhỉ? Thế thì các bạn hãy chú ý về ví dụ ở trong sách giáo khoa trang 9 và trang 10. Ở trong ví dụ này thì sách giáo khoa đã đưa đến cho chúng ta một câu chuyện về quả bí khổng lồ. Và các bạn hãy chú ý vào ví dụ này nhé. Ở trong ví dụ này thì có hai anh chàng cùng đi qua một vườn trồng bí và thấy quả bí rất là to. Một anh chàng thì đã nói về việc là: "Tôi đã tận mắt thấy một quả bí to bằng cái nhà đằng kia kìa." Và khi biết rằng bạn của mình có tiếng khoác lác muốn khoe khoang thì anh bạn còn lại đã đưa ra hai câu trả lời rất là thú vị và sâu sắc. Đó là: "Tôi đã từng trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta." Và sau khi mà nghe thấy người bạn của mình nói về việc là đã từng thấy một chiếc nồi đồng lớn như vậy, thì cái anh có tiếng khoe khoang đang đưa ra một cái câu hỏi, một cái suy nghĩ là không hiểu cái nồi to như vậy dùng để làm gì. Vậy thì khi mà muốn đưa ra bài học cho người bạn có tiếng khoe khoang của mình thì anh này mới trả lời câu là: "Chiếc nồi ấy dùng để luộc quả bí mà anh vừa nói ấy mà." Các bạn có hiểu được nội dung và cái hay của câu chuyện này không nhỉ?
Chúng ta cùng chú ý thêm về câu hỏi ở trong sách giáo khoa đã đưa ra nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là câu chuyện cười này thì phê phán điều gì? Chắc chắn là chuyện cười này thì đang phê phán tính khoe khoang của anh chàng đầu tiên. Khoe về việc là tôi đã từng tận mắt trông thấy một quả bí mà to bằng cái nhà. Thông tin này thực sự là không thể nào mà tin nổi. Đó là một cái thông tin mà không có thật, đúng không nhỉ? Bản thân anh này thì biết đây là một chuyện không hề có thật, không hề xảy ra, nhưng lại cố tình nói dối, nói sai sự thật đi. Và người bạn của anh ấy thì đã nhận ra điều này và có một cái cách để có thể khiến cho anh ta tự nhận ra điều mà mình vừa nói sai. Vậy thì câu hỏi tiếp theo mà ví dụ đưa ra cho chúng ta đó là: như vậy thì trong cuộc giao tiếp chúng ta cần tránh điều gì? Đây chính là kết luận mà chúng ta cần có được sau khi theo dõi cái ví dụ này. Câu chuyện quả bí khổng lồ thì phê phán tính nói khoác, nói không đúng sự thật. Và kết luận của chúng ta trong phần này đó là: khi giao tiếp thì các bạn đừng nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật. Các bạn hãy chú ý là nếu như cái thông tin mà mình đưa ra không có bằng chứng xác thực thì chúng ta không nên nói với người khác, không nên truyền đạt với người khác. Được chưa nhỉ? Cô sẽ nhắc lại cho các bạn về thông tin, về kết luận cuối cùng của phần phương châm về chất, đó là: khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực. Nếu như các bạn nói về những điều quả là đúng, quả là xác thực thì đó là những lời nói mà các bạn đang tuân thủ phương châm về chất đấy. Phương châm tiếp theo mà cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu đó là phương châm quan hệ. Các bạn hãy chú ý vào ví dụ được đặt ra ở trong sách giáo khoa trang 21 nhé. Trong ví dụ này thì chúng ta có được một câu thành ngữ đó là ông nói gà, bà nói vịt. Và câu hỏi được đặt đến cho chúng ta ở đây là: thành ngữ này được dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào? Các bạn chú ý này, ở đây thì chúng ta có câu thành ngữ là ông nói gà, bà nói vịt. Cuộc hội thoại được nhắc đến ở trong câu thành ngữ này có hai nhân vật giao tiếp, đó chính là nhân vật ông và nhân vật bà, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là chúng ta cần chú ý đến việc là hai nhân vật giao tiếp này đang muốn nói đến nội dung gì. Và các bạn chú ý là nội dung mà hai người này nói thì không hề trùng khớp với nhau. Ông muốn nói về con gà, bà muốn nói về con vịt. Đó chính là cái nghĩa đen của câu thành ngữ này nhé. Còn nghĩa bóng của câu thành ngữ này thì là sao nhỉ? Hai người đang không cùng hướng về một nội dung giao tiếp, đúng không? Cái nội dung của cuộc hội thoại, của câu chuyện này thì đang bị lệch lạc. Mỗi người nói một đằng, ông nói một đằng, bà nói một nẻo. Và câu chuyện của hai người này thì dường như là bị lệch lạc, không hề có sự ăn khớp với nhau. Câu hỏi tiếp theo mà ví dụ đặt đến cho chúng ta đó là: hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến nếu xuất hiện tình huống hội thoại như thế này. Các bạn có thể tưởng tượng được về một tình huống hội thoại mà khi hai người cùng tham gia cuộc giao tiếp đó không hề hướng đến một nội dung chung không nhỉ? Có lẽ là tình huống này thì sẽ không hề xa lạ đối với cuộc sống của các bạn khi mà hai người hoặc là nhiều người tham gia cuộc giao tiếp lại không cùng hướng về một chủ đề. Có nghĩa là sau khi cùng nói chuyện với nhau xong thì họ lại đưa ra những câu hỏi là: ô, không biết là người kia đang nói gì, hoặc là liệu họ có đang hiểu ý mà mình nói hay không, đúng không nhỉ? Nội dung của câu thành ngữ này thì cũng giống với một câu thành ngữ khác mà các cụ ngày xưa đã truyền lại cho chúng ta, ví dụ như là câu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chẳng hạn. Thì những câu thành ngữ ví dụ như là ông nói gà, bà nói vịt, hoặc là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì đều mang đến cho chúng ta một nội dung đó là hai hoặc là nhiều người trong cuộc giao tiếp đang không cùng hướng về một chủ đề và cái câu chuyện của họ thì vô cùng là lệch lạc, không ăn khớp với nhau. Không biết là người kia đang nói về việc gì mà chỉ chăm chú đến cái nội dung mà mình muốn nói, muốn truyền đạt thôi. Vậy thì nhá, cô sẽ cùng đưa ra cho các bạn kết luận về vấn đề của phương châm quan hệ, đó là: khi giao tiếp thì cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, không nói lạc đề. Các bạn hãy chú ý đến từ khóa của phần phương châm quan hệ nhé. Đó chính là cần nói đúng vào đề tài giao tiếp và không lạc đề. Các bạn hãy chú ý này, nốt lại cái phần mà cô đã gạch chân, để lát nữa thì chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ ở phần cuối của bài học các phương châm hội thoại nhé. Bây giờ thì cô sẽ tiếp tục chuyển sang phần thứ tư trong bài học ngày hôm nay. Có thể là các bạn đang cảm thấy hơi rối một chút bởi vì bài học này đưa đến cho chúng ta khá là nhiều các phương châm hội thoại khác nhau. Bài học sẽ mang đến cho chúng ta tổng cộng là 5 phương châm hội thoại. Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần chú ý một chút ở trong phần kết luận, cô đã đưa ra cho các bạn những cái từ khóa, những cái từ gạch chân á, và các bạn chỉ cần chú ý đến những từ đó thì chúng ta có thể phân biệt được các phương châm hội thoại này với nhau. Phần tiếp theo mà cô muốn hướng dẫn để các bạn tìm hiểu đó là phương châm cách thức.
Các bạn chú ý vào ví dụ ở trong sách giáo khoa trang 21 và 22 nhé. Ở trong ví dụ này thì có đưa ra cho chúng ta hai câu thành ngữ, đó là dây cà ra dây muống và lúng búng như ngậm hột thị. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu nội dung của từng câu thành ngữ một nhé. Câu đầu tiên đó là câu thành ngữ dây cà ra dây muống. Các bạn có hiểu được nội dung của câu thành ngữ này không nhỉ? Câu thành ngữ này đang đưa ra cho chúng ta hai đối tượng khác nhau, đó là dây cà, dây muống. Các bạn đừng quá chú ý về việc là đối tượng cụ thể của câu thành ngữ này muốn nói đến điều gì. Không phải là hai loại rau, đúng không nhỉ? Đó chỉ là nghĩa đen của câu thành ngữ này thôi. Mà nghĩa bóng của câu thành ngữ, cái ý sâu xa mà câu thành ngữ các ông cha muốn để lại cho chúng ta ấy, đó chính là cách nói không rõ ràng, cách nói dài dòng, rườm rà, từ vấn đề nọ bị xiên sang vấn đề kia khiến cho người đọc, người nghe không hiểu được là chúng ta đang muốn nói điều gì. Được chưa nhỉ? Ví dụ thứ hai, câu thành ngữ thứ hai mà sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta đó là câu thành ngữ lúng búng như ngậm hột thị. Từ lúng búng thì mang đến cho các bạn cảm nhận về việc là nói năng như thế nào nhỉ? Đó là cách nói năng mà ậm ừ, không rõ ràng hoặc là không diễn đạt được cái ý mà mình muốn người khác hiểu. Đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận nội dung của câu thành ngữ lúng búng như ngậm hột thị có nghĩa là cách nói ấp úng, không thành lời và không rành mạch. Nếu như một người trong cuộc hội thoại mà bị rơi vào tình huống là lúng búng như ngậm hột thị có nghĩa là người này đang không diễn đạt được vấn đề cho người khác hiểu, đang bị nói ấp úng, nói không thành lời và cái lời nói đó không hề rành mạch một chút nào, khiến cho cái người mà cùng tham gia cuộc giao tiếp với họ ấy thì không hiểu được ý mà họ muốn truyền đạt, muốn nói ra. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai ở trong phần phương trương bách thức này nhé. Các bạn hãy chú ý vào ví dụ sách giáo khoa trang 22 đã mang đến cho chúng ta. Ở trong ví dụ thứ hai này thì sách giáo khoa trích ra cho chúng ta một câu nói. Tuy nhiên là câu này thì lại mang đến cho chúng ta nhiều cách hiểu khác nhau. Và sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể xác định được nội dung của cái câu nói đó theo nhiều cách hiểu khác nhau. Và sau khi làm cái phần ví dụ này thì cô mong là các bạn sẽ có thể rút ra được những cái kết luận về việc là làm sao để có thể tuân thủ được phương châm cách thức khi mà tham gia cuộc hội thoại. Các bạn chú ý nhé, ví dụ mà sách giáo khoa mang đến cho chúng ta đó là tôi đồng ý với những nhận định về chuyện ngắn của ông ấy. Các bạn chú ý này, từ ông ấy ở đây đang có hai trường hợp xảy ra, đó là nó bổ sung ý nghĩa cho từ nhận định hoặc là bổ sung ý nghĩa cho từ chuyện ngắn. Vậy thì với cách hiểu đầu tiên là từ ông ấy bổ sung ý nghĩa cho từ nhận định. Nếu như ở trong trường hợp này, từ ông ấy bổ sung ý nghĩa cho từ nhận định thì chúng ta sẽ có được nội dung của toàn bộ câu này, nghĩa là tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về chuyện ngắn. Các bạn chú ý nhé, từ ông ấy bổ sung ý nghĩa cho từ nhận định có nghĩa là cái câu này đang bị sắp xếp ý, sắp xếp các từ ngữ một cách lộn xộn ấy. Được chưa nhỉ? Cái cách hiểu thứ hai trong phần này đó là từ ông ấy bổ sung ý nghĩa cho từ chuyện ngắn, chúng ta được một cái cụm từ đó là chuyện ngắn của ông ấy. Vậy thì nếu như hiểu theo cách thứ hai này thì chúng ta có được nội dung cho toàn bộ câu nói này là tôi đồng ý với những nhận định của một hoặc là của những người nào đó về chuyện ngắn của ông ấy. Được chưa nhỉ? Vậy thì sau khi tìm hiểu, sau khi phân tích cái ví dụ này thì cô muốn các bạn có được cái kết luận trong phần phương châm cách thức, đó là sau khi phân tích hai ví dụ ở sách giáo khoa trang 21 và 22 thì chắc là các bạn cũng đã rút ra được kết luận ở trong phần làm sao để có thể tuân thủ được phương châm cách thức khi mà tham gia cuộc hội thoại rồi đúng không? Cô sẽ nhắc cho các bạn phần này nhé. Kết luận mà chúng ta có được đó là khi giao tiếp thì chúng ta cần nói ngắn gọn, rành mạch và tránh nói mơ hồ. Các bạn chú ý, ở phần đầu tiên, ví dụ 1, sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta hai câu thành ngữ đó là lúng búng như ngậm hột thị và dây cà ra dây muống. Hai câu thành ngữ này thì đã đưa đến cho chúng ta bài học là cần phải nói ngắn gọn và rành mạch trong khi giao tiếp. Còn ví dụ thứ hai, khi mà sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta cái nhận định ở trang 22 ấy, thì chúng ta cần rút ra một bài học đó là chúng ta cần tránh cách nói mơ hồ để người nghe, người đọc có thể hiểu rõ được nội dung mà chúng ta muốn truyền đạt, chúng ta muốn nói.
Được chưa nhỉ? Vậy thì cô sẽ nhắc lại cái kết luận của phần này nhé. Là khi giao tiếp thì chúng ta cần chú ý là nói ngắn gọn, rành mạch và tránh cách nói mơ hồ để có thể tuân thủ được phương châm cách thức. Cô sẽ nhắc cho các bạn nhớ lại một chút kiến thức ở trong phần bài học ngày hôm nay nhé. Đó là cô đã đưa đến cho các bạn thông tin cụ thể chi tiết về 4 phương châm hội thoại, đó chính là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức. Vậy thì cái phương châm cuối cùng mà cô muốn hướng dẫn cho các bạn đó là một phương châm rất là gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta. Đó là cách làm sao mà chúng ta có thể nói chuyện một cách lịch sự, tế nhị và tôn trọng người đối diện, làm sao để họ cảm thấy thoải mái khi mà tham gia cuộc nói chuyện, cuộc giao tiếp với chúng ta. Đó chính là phương châm lịch sự. Vậy thì các bạn hãy chú ý để đọc cái ví dụ ở trong sách giáo khoa trang 22, câu chuyện người ăn xin. Các bạn chú ý này, câu chuyện người ăn xin này thì kể về việc là có một nhân vật tôi đi ra phố và cậu bé này thì đã gặp một người ăn xin già với đôi mắt đỏ hoe, mắt của ông ấy ràn rụa, đôi môi tái nhợt và quần áo tả tơi. Ông lão chìa tay ra xin nhân vật tôi một cái gì đó. Điều đáng tiếc là nhân vật tôi thì lục lọi hết túi nọ đến túi kia nhưng lại không có lấy một đồng xu và cũng chẳng có lấy một cái gì để cho ông lão ăn xin cả. Ông ấy vẫn đợi. Nhân vật tôi không biết làm thế nào nữa, đành đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của ông lão ăn xin và từ tốn nhẹ nhàng nói rằng: "Xin ông đừng giận cháu không có gì để cho ông cả." Điều đáng ngạc nhiên ở trong phần này đó là ông lão ăn xin thì lại nhìn nhân vật tôi chăm chăm và ông ấy nở nụ cười, nói rằng: "Cháu ơi, cảm ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão rồi." Và ở trong phần ví dụ này thì sách giáo khoa đã đưa đến cho các bạn một câu hỏi, đó là vì sao ông lão ăn xin và cậu bé trong câu chuyện đều cảm thấy như là mình đã nhận được từ phía người kia một điều gì đó. Đúng không nhỉ? Các bạn chú ý về việc là nhân vật tôi đã đưa ra cái lời nói, cái suy nghĩ cuối cùng ở trong câu chuyện ngắn này, đó là khi mà nhận được lời nói của ông lão ăn xin ấy, thì nhân vật tôi nói là khi ấy tôi chợt hiểu ra cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một điều gì đó từ ông. Các bạn có chú ý thấy là ở trong câu nói của hai người này thì đang dành cho nhau một sự yêu thương, một sự tôn trọng không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng phân tích lời nói của từng người một nhé. Đầu tiên, đó là nhân vật tôi, nhân vật cậu bé ở đây. Thì cậu bé gặp người ăn xin với cái bộ dạng là môi tái nhợt và quần áo tả tơi. Ông ấy đang ở địa vị là một người ăn xin, có thể là một người có địa vị xã hội thấp hơn so với cậu bé nhân vật tôi này. Tuy nhiên thì cậu bé này đã cố gắng là lục lọi hết túi nọ đến túi kia và cậu ấy cảm thấy rất là buồn khi mà không có một đồng xu nào, cũng không có một vật gì để có thể cho ông lão ăn xin cả. Cuối cùng, cách mà cậu ấy làm đối với ông lão ăn xin đó là cậu ấy đưa bàn tay ra để nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông lão ăn xin. Đây là một cái hành động mà thể hiện sự trân trọng này, một cách quan tâm, chia sẻ và cảm thông của cậu bé đối với ông lão ăn xin này. Và vì vậy, có lẽ rằng ông lão ăn xin đã cảm nhận được cái tình cảm, sự chân thành của cậu bé. Và ông ấy đã nở nụ cười, nói với cậu bé rằng: "Cảm ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão rồi." Vậy thì cái điều mà nhân vật tôi cảm nhận được là mình đang nhận được từ ông lão đó là gì nhỉ? Đó là tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau của những người đang cùng sống trong một xã hội. Đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể rút ra được kết luận gì trong phần này? Kết luận ở trong phần phương châm lịch sự này đó là khi giao tiếp thì chúng ta cần tế nhị và tôn trọng người khác. Các bạn chú ý là trong cái câu chuyện người ăn xin mà sách giáo khoa đã mang đến cho chúng ta ấy, thì chúng ta cần chú ý là dù ở địa vị xã hội nào, dù ở hoàn cảnh nào, thì khi hai người hoặc là nhiều người đã tham gia cùng nhau vào một cuộc hội thoại, vào một cuộc đối thoại, thì những người cùng tham gia cuộc hội thoại đó nên có sự tôn trọng, sự tế nhị và có sự quan tâm sẻ chia lẫn nhau để có được một cái câu chuyện cùng hướng đến một nội dung và tạo nên một cái giá trị tốt đẹp nào đó. Đúng không nhỉ? Cô sẽ nhắc lại cho các bạn về nội dung của phần này nhé. Đó là chúng ta có kết luận khi giao tiếp thì chúng ta cần tế nhị và tôn trọng người khác. Đó là cách để chúng ta giữ được sự lịch sự khi mà nói chuyện, khi mà giao tiếp với những người đối diện. Các bạn chú ý này, sau khi được cô hướng dẫn về 5 phương châm hội thoại thì các bạn
có được một cái tổng kết về năm phương châm này, đó chính là chúng ta đã được học về phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm cách thức, phương châm quan hệ và phương châm lịch sự. Cô sẽ hướng dẫn để các bạn có được những cái tổng kết, những cái ý quan trọng nhất cho từng phương châm hội thoại nhé. Đầu tiên này, phương châm về lượng thì chúng ta cần chú ý đó là chúng ta cần nói đủ các thông tin yêu cầu trong cuộc giao tiếp đó. Từ đủ sẽ là từ khóa cho phương châm về lượng. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, phương châm về chất thì từ khóa của phương châm về chất sẽ là nói đúng yêu cầu, nói những điều mà mình tin là đúng sự thật và có bằng chứng xác thực. Đúng chưa nhỉ? Tiếp theo này, phương châm quan hệ sẽ là cách nói tránh lặc đề. Từ tránh lặc đề sẽ là từ khóa cho phần phương châm quan hệ nhé. Từ khóa cho phần phương châm cách thức sẽ là nói ngắn gọn và rành mạch. Cuối cùng, phương châm lịch sự nghĩa là chúng ta cần phải nói tế nhị và tôn trọng người cùng đang thực hiện cuộc giao tiếp đối với chúng ta. Phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, các bạn còn nhớ là ngay từ đầu bài thì cô đã đưa ra cho các bạn một câu hỏi, đó là cô đưa ra cho các bạn ví dụ về câu tục ngữ lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cô đã đưa ra cho các bạn hai câu hỏi nhỏ, đó là câu tục ngữ này thì mang đến cho chúng ta bài học gì, nội dung gì, nhắc nhở chúng ta điều gì? Và điều thứ hai là liệu rằng nội dung của câu tục ngữ này thì có liên quan gì đến các phương châm hội thoại mà chúng ta đã được học trong bài ngày hôm nay? Vậy thì cô sẽ giúp các bạn trả lời từng ý một nhé. Thì đầu tiên, đó là nội dung của câu tục ngữ này thì mang đến cho chúng ta một bài học, đó là để cho mọi người ở trong cuộc giao tiếp đều cảm thấy hài lòng, đều cảm thấy cuộc giao tiếp đó là thú vị, thì mỗi chúng ta cần phải biết lựa chọn lời nói sao cho thích hợp với đối tượng, với hoàn cảnh và với sắc thái tình cảm của cuộc giao tiếp đó. Tiếp theo này, câu hỏi là câu tục ngữ có nội dung liên quan đến phương châm hội thoại nào mà chúng ta vừa học trong bài? Thì các bạn nhớ lại, chúng ta đã được học 5 phương châm hội thoại, đó là phương châm về chất, lượng, cách thức, quan hệ và lịch sự, đúng không nhỉ? Vậy thì cái việc mà chúng ta cần đưa ra những cái lời nói lịch sự này đã được lựa chọn và phù hợp với hoàn cảnh, với sắc thái tình cảm của cuộc giao tiếp thì chắc chắn đó sẽ là việc mà liên quan đến phương châm lịch sự, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có hai câu trả lời cho phần này nhé. Đó là nội dung của câu tục ngữ sẽ là khi mà tham gia cuộc hội thoại, các bạn cần chú ý lựa chọn lời nói sao cho thích hợp với đối tượng, với hoàn cảnh và với sắc thái của cuộc giao tiếp. Ý tiếp theo là câu tục ngữ này thì có nội dung liên quan đến phương châm lịch sự. Các bạn hãy chú ý làm các bài tập mà cô đã đính kèm với bài giảng này. Chúc các bạn có một kết quả học tập thật tốt.